chú thể nói một chút về kỷ niệm chiến tranh của chú được không ạ? Chiến tranh thì nó nhiều lắm, nhưng mà nói chung là chiến tranh thì là cái gì nó rất kinh khủng. Và cái điều mà để lại cho chú một cái ấn tượng sâu sắc nhất mà không thể nào quên được, tức là một cái trận bom bi mà ném vào cái nơi mà chú đang sơ tán năm 68. Thì cái lúc ấy thì nó lạ lắm, tức là tất cả học sinh bọn chú là phải, lúc ấy chú đang học lớp 10, thì học sinh là phải đi học từ 3 giờ sáng đến 7 giờ sáng. Nhưng mà đến buổi chiều thì các lớp là đều chỉ là cái học theo từng tổ một chia ra để mà học. Thì chú học ở một cái chùa Ninh Hiệp. Thế và cũng không ai ngờ rằng là ngày hôm ấy thì có một cái trận bom bi nó tàn khốc đến như thế. Cụ thể là ngày 6 tháng 8 năm 68. Thế thì khi mà có báo động thì cũng giống như mọi khi, tất cả học sinh mọi chú cũng không chịu xuống dưới hầm mà chỉ rút vào những cái xó của cái nhà chùa để như là tránh, chủ yếu là tránh cái mảnh đạn của pháo cao xạ mình hoặc là ấy thôi, chứ cũng không ai nghĩ là bị thả bom cả. Thế nhưng mà chỉ sau độ khoảng 3-4 phút thôi thì tự nhiên nghe thấy những cái tiếng nổ chất cứ rất là gần. Thế và ngay ở cái mái của cái gian nhà đối diện thì một cái quả bom bi nó rơi xuống đấy. Thế và cả nhóm chỉ kịp nghe thấy tiếng nổ thôi thì đã có người bị thương, và thậm chí một cái người bạn của chú ngồi ở giữa một cái nhóm 3 người thì bị một cái mảnh đến 6 viên bi nó găm vào trán mình. Thế và ngay sau đó thì anh ấy gục xuống và tất cả mọi người sững sờ, bởi vì là anh ấy bị chết ngay tại chỗ. Và cái điều đó nó tạo cho tất cả cái lớp cũng như là kể toàn bộ học sinh trong trường đến một cái sự bất ngờ không thể tưởng tượng được, bởi vì lúc ấy lần đầu tiên mọi người hiểu thế nào là cái sự tàn khốc của chiến tranh. Nhưng mà mãi về sau này thì cái hình ảnh đó không thể nào phai mờ. Nhiều khi thì cứ nghĩ là thế này, trong chiến tranh người ta cứ bảo là người này may mắn thoát chết, còn người kia không may thì bị chết. Nhưng mà không ai nghĩ đến một cái chuyện là tại sao lại có những cái chuyện may hoặc là không may. Cái đó không phải là số trời, mà cái đó là nếu mà quy thật là cụ thể ra thì cái may hay không may ấy là bởi chính cái người phi công nhấn nút của bạn cũng bỏ qua.